Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, bạch hầu là một bệnh cấp tính gây dịch. Người mắc bệnh bạch hầu thường có tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc nặng và có thể dẫn đến tử vong. Dù bệnh này đã có vaccine phòng bệnh, nhưng vẫn có thể có các vụ dịch xảy ra ở những khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp. Bệnh bạch hầu lây lan thế nào? Người bệnh bạch hầu ho, hắt hơi sẽ làm bắn ra những giọt nhỏ mang vi khuẩn. Nếu một người chưa có miễn dịch với bạch hầu thì hít phải những giọt này sẽ có thể mắc bệnh. Một số rất hiếm các trường hợp khác có thể lây truyền trực tiếp qua tiếp xúc. Thường một người bệnh nếu không được điều trị có thể gây phát tán vi khuẩn trong vòng 2 tuần, thậm chí có thể đến 4 tuần. Một số người mang vi khuẩn mãn tính có thể phát tán mầm bệnh cho đến tận 6 tháng. Những ai dễ mắc bệnh bạch hầu? Người chưa được tiêm chủng phòng bệnh bạch hầu sẽ không có kháng thể chống bạch hầu và sẽ có nguy cơ mắc bệnh nếu hít phải vi khuẩn Diphtheria. Cá biệt, những trường hợp dù đã tiêm chủng nhưng sức đề kháng yếu, không sinh được kháng thể, hoặc những người đã tiêm chủng quá lâu, nồng độ kháng thể trong máu giảm thấp vẫn có thể bị mắc bệnh bạch hầu. Những người bị bệnh bạch hầu biểu hiện như thế nào? Trung bình sau khi hít phải vi khuẩn từ 2 đến 5 ngày, người bệnh sẽ phát bệnh. Tùy thuộc vào vị trí vi khuẩn gây bệnh sẽ có các biểu hiện khác nhau. Bệnh bạch hầu mũi trước, bệnh nhân sổ mũi, chảy ra chất mủ nhầy, đôi khi có lẫn máu. Khi khám, thầy thuốc có thể thấy màng trắng ở vách ngăn mũi. Thể bệnh này thường nhẹ do độc tố vi khuẩn ít thâm nhập vào máu. Bệnh bạch hầu họng và amidan, bệnh nhân mệt mỏi, đau cổ họng, chán ăn, sốt nhẹ, sau 2 đến 3 ngày sẽ xuất hiện một đám hoại tử tạo thành lớp giả mạc màu trắng xanh, dai và dính chắc vào amidan hoặc có thể lan rộng bao phủ cả vùng hầu họng. Thường thể bệnh này, các độc tố ngấm vào máu nhiều và có thể gây nên tình trạng nhiễm độc toàn thân. Một số bệnh nhân có thể sưng nề vùng dưới hàm và sưng các hạch vùng cổ làm cổ bệnh ra như cổ bò. Những trường hợp nhiễm độc nặng, bệnh nhân sẽ phờ phạc, xanh tái, mạch nhanh, đờ đẫn, hôn mê. Các bệnh nhân này nếu không được điều trị tích cực có thể tử vong trong vòng từ 6 đến 10 ngày. Bệnh bạch hầu thanh quản, đây là thể bệnh tiến triển rất nhanh và rất nguy hiểm. Bệnh nhân thường biểu hiện bằng dấu hiệu sốt, khàn giọng, ho ồng ồng. Khi khám, bác sĩ có thể thấy các mảng giả mạc tại ngay thanh quản hoặc từ hầu họng lan xuống. Nếu không được xử trí kịp thời, các giả mạc này có thể gây tắc đường thở, làm bệnh nhân tử vong nhanh chóng. Bệnh bạch hầu điều trị ra sao? Khi có những biểu hiện nghi bệnh bạch hầu như sốt, đau họng, xuất hiện giả mạc trắng xám trong họng, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, phát hiện bệnh bạch hầu sớm và cách ly và điều trị kịp thời tại các cơ sở y tế có đủ điều kiện. Bệnh nhân bị bệnh bạch hầu có thể được thầy thuốc chỉ định huyết thanh kháng độc tố để trung hòa các độc tố của vi khuẩn trong máu, sử dụng kháng sinh để diệt vi khuẩn. Những bệnh nhân bị bạch hầu thanh quản sẽ được mở khí quản tạo đường thở cho bệnh nhân nếu thanh quản bị giảm mạc làm bít tắc. Bệnh nhân có biến chứng tim mạch sẽ được dùng các thuốc trợ tim chống loạn nhịp tim. Người tiêm chủng rồi có nguy cơ bị bệnh bạch hầu hay không? Sau khi được tiêm chủng đầy đủ, cơ thể sẽ sinh ra kháng thể giúp bảo vệ chúng ta khỏi bệnh bạch hầu. Tuy vậy, có một số ít người sức đề kháng không tốt, sau khi tiêm phòng không tạo kháng thể đủ để bảo vệ cơ thể thì vẫn có nguy cơ bị mắc bệnh bạch hầu. Một số người tiêm phòng đã quá lâu, nồng độ kháng thể trong máu xuống thấp thì cũng có thể bị mắc bệnh bạch hầu. Chính vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên đi tiêm phòng nhắc lại sau mỗi 10 năm. Tại sao đã tổ chức tiêm chủng mở rộng mà gần đây vẫn bùng phát dịch bạch hầu? Nếu bảo đảm tốt việc tiêm chủng và tổ chức tiêm nhắc lại thì chúng ta có thể ngăn ngừa dịch bệnh bạch hầu. Nhưng khi tỷ lệ tiêm chủng không bảo đảm thì dịch có nguy cơ bùng phát trở lại. Thời gian qua, nhiều gia đình còn lo ngại về vaccine nên không cho trẻ đi tiêm đầy đủ, dẫn đến trong cộng đồng còn nhiều trẻ chưa có miễn dịch, có thể dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch bệnh bạch hầu ở một số địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai, xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung các thuốc hỗ trợ tăng đề kháng cho người bị viêm amidan tái phát. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.